gửi thêm một thể loại nữa nhá. Đây ngoài cái cây như hôm qua em gửi ấy, thì còn có cái thể loại cây như thế này nữa. Cây cũng rất là đẹp luôn. Đây hoa kép màu đỏ, trà tứ quý ạ. Hàng này cũng dưỡng rồi, nhưng mà cũng mới, chứ không phải là dưỡng lâu năm, nửa năm. Cây nào cây nấy đều có thoát thân ạ, trên 20cm và gốc to hơn ngón tay cái ạ. Nụ to, nụ bé đều có hết. Đây ạ, hoa đây ạ, rất đẹp luôn. Đây, bông này mới nở đây. Cây thì như nhau thôi ạ, nó cũng cùng một loại. Còn đâu anh chốt cái mua một cây nào đấy thì em sẽ chọn cho anh cái cây mà tươm nhất trong cái lũ này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa trà mi tứ quý hàng cánh kép thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 0977973535 bạn ạ.